Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay rất vui được gặp mọi người trong livestream của DK. Hôm nay DK tiếp đón một chị khách hàng rất là xinh. Chị ơi, chị có thể cho em xin tên và chị đến từ đâu được không ạ chị? Tên là Ngân Huyền, đến từ Hà Nội. Vâng ạ, em xin phép được hỏi chị Huyền vài câu nhé. Ở đây như trong hình ảnh là mọi người có thể nhìn thấy là lông mày của chị Huyền ạ. Vâng ạ, đây là lông mày cũ chị Huyền. Thật ra lông mày cũ của chị Huyền thì cũng có rồi, nhưng mà có điều là cái sợi lông mày nó hơi thưa và nó hơi ngắn. Ngoài ra thì cái dáng mày cũ nó vẫn còn một chút đỏ và nó chưa được tự nhiên cho lắm, bởi vì là cái phần đỏ này nó khiến cho cái cặp lông mày nhìn trong nó vẫn còn hơi lem nhem. Cái thứ hai nữa là cái phần dáng lông mày cũ thì nó bị ngang quá, nó khiến cho khuôn mặt của chị Huyền nó không được thon gọn nữa. Cho nên là sau khi mà chị Huyền đến với DK thì mình đã tư vấn với chị Huyền là hút khử đỏ và sau đó là làm lông mày luôn trong ngày hôm nay. Sau khi mà hút khử đỏ xong thì mình đã vừa thực hiện công nghệ sợi hair strip cho chị. Như mọi người có thể thấy thì là sau khi vừa hút xong lại vừa làm xong, nhưng mà lông mày của chị Huyền thì rất là tự nhiên và không hề có cái bị sưng tấy hay như là những cái nơi khác là có phải đợi đến cả tháng trời mới được làm được lông mày mới, nhưng mà ở đây thì là làm được ngay lập tức. Chị Huyền ơi, chị cho em xin phép hỏi chị là trong một quá trình mà hút mực khử đỏ lên râu ấy thì chị có cảm thấy đau đớn có chịu gì không ạ? Không, chị hơi cắn cắn kinh cắn. À vâng ạ. Và sau khi mà đã hút xong rồi thì làm xong lông mày nữa thì trong quá trình làm mày thì chị có đau không, và sau khi làm xong chị có cảm thấy ưng ý không? Làm thì cũng hơi tê một chút nhưng mà không bị đau. Dạ vâng ạ. Chị có cảm thấy ưng ý với cặp lông mày này không ạ? Đẹp. Vâng ạ, cảm ơn chị. Với cả em cũng xin chia sẻ thêm là mọi người có thể nhìn thấy là môi của chị Huyền này cũng hơi bóng bóng căng căng lên một chút xíu. Thì môi cũ chị Huyền là tình trạng môi là màu môi nó đã bị xỉn và nó đã bị thâm, và chị đã từng làm môi ở đơn vị khác rồi đúng không ạ? Vâng, cho nên là khi mà đến với DK thì em đã tư vấn chị Huyền là mình hút cái mực môi cũ đi, để sau đó thì bọn em sẽ xử lý lại chị máu môi mới tươi tắn trẻ trung hơn. Mọi người có thể thấy là máu môi cũ của chị nó bị tím, cho nên là vừa mới xử lý khử bớt cái màu tím của chị rồi thì bây giờ màu nó trở nên cái màu nó gọi là hơi hồng đỏ đỏ tím tím. Nhưng mà trong thời gian tới khi mà về nhà thì mọi môi của chị Huyền, cái mực môi nó sẽ còn giảm dần nữa trong vòng 1 đến 2 tuần. Và sau đó 2 tuần thì chị Huyền sẽ có kiểm tra, mình hút thêm một lần nữa, sau đó thì mình làm. Thì chị Huyền ơi, cho em hỏi thăm là lúc mà quá trình nó hút mực môi ấy, thì chị có cảm thấy khó chịu hay đau đớn gì không ạ? Không, giống như ăn ớt, hơi tê tê. À vâng, ăn ớt bởi vì là bọn em đã ủ tê trước cho chị Huyền 30 phút rồi. Cho nên là hút thì rất là nhanh, mất tầm khoảng 10 phút thôi. Rất nhiều chị em lo lắng là hút ở các nơi khác là lông mày thì bị cháy này, rồi bị sẹo, bị chảy máu, rồi hút môi thì sẽ bị tều vếu lên hoặc là bị tổn thương môi bởi vì vùng da môi rất là mỏng. Thì các chị em hoàn toàn yên tâm với công nghệ PicoMax tại DK nhé. Tại vì với công nghệ này thì nó sẽ khiến cho da của chúng ta an toàn tuyệt đối, không có bị tổn thương bong chóc. Ngoài ra sau khi hút môi, hút mày xong rồi chúng ta sẽ không bị sưng tấy, không bị chai da. Với những cái máy mà công nghệ thấp hơn thì có thể là nó sẽ không bị chảy máu, nhưng nó sẽ bị chai da, bị cứng da và bị rất là đau đớn. Môi mềm lắm. Vâng, nhưng mà môi ở đây thì mọi người nhìn thấy xong rồi chị hút xong rồi môi cực kỳ mềm, không hề có bị cứng môi hay là bị chai hay bị sưng tấy gì cả. Đấy, thì mình hoàn toàn yên tâm về cái công nghệ của DK, bởi vì là máy của DK là công nghệ mới nhất và hiện đại nhất, mà vừa update năm 2020 xong thì hút mày cũng không sưng mà hút môi cũng không sưng, không đau và không hề chai da gì cả. Nên các chị em hoàn toàn yên tâm nhé. Sau khi mà trải nghiệm đến tận 3 dịch vụ tại DK rồi thì chị còn hút mí nữa đúng không ạ? À vâng, lại còn hút cả mí. Đây, mọi người nhìn thấy là sau khi mà chị Huyền hút mí xong ạ, đây ạ. Tại sao? Bởi vì em thấy là cái đuôi mí của chị thì hơi căng căng lên một chút xíu. Đó, mọi người nhìn thấy không ạ? Mực mí của chị, đấy, rồi nó nhạt thấy rất nhiều và mực mí của chị Huyền bị xanh đúng không ạ? Vâng, bị xanh nên mình hút đi. Thế hôm nay là chị Huyền vừa hút cả mày này, hút cả môi này, xong hút cả mí này, vừa làm mày nữa mà rất là nhẹ nhàng. Không có một cái cảm giác là khuôn mặt bị biến dạng hay sưng nề gì cả. Cho nên là chị có thể sinh hoạt như bình thường chị Huyền nhá. Vâng ạ, vừa rồi là mình đã vừa chia sẻ với các chị em về cái công nghệ hút laser PicoMax tại DK, cái hiệu quả của nó thực tế sau khi hút là như thế nào, và làm mày xong thì nó sẽ như thế nào. Cho nên là các chị em hoàn toàn yên tâm khi mà đến với DK nhá. Và hy vọng sẽ được đón tiếp các chị em trong những livestream tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người ạ.